Các bạn ơi, giờ nãy giờ mình giăng cũng được 15 phút rồi đó các bạn. Giờ mình đi thăm thử coi có cá không. Ở đây cá mình giăng lưới 7,5 chắc nhiều lắm các bạn ơi. Nãy giờ nó giật quá giật mà. Con này không biết con gì mà nó giật quá nè các bạn ơi. Wow, con này cá linh. Cá linh đa ơi. Cá linh mà bự quá nè các bạn giùm nè. Cá linh này cá linh gì ta? Cái này cái vuông ha, cá linh. Cá linh. Cá linh mà không biết cá linh gì. Quá đã luôn. Bự quá các bạn ơi. Đây say uống lắm. Đã thiệt chứ. Nước băng kia đó mà. Nước vô. Miếng rong. Ở mà dân lưới 3,5 không có, hôm nay 7 phân có các bạn ơi, hầm này cá bự dữ lắm. Cá nó dưới sông vô các bạn. Bức không, nó lướt tự lưa luôn. Ủa cá mà dính nè các bạn ơi. Cứ bị phân dính đã không các bạn. Cá này mà kho cháy giác là hết sảy luôn các bạn ơi. Dính nó giật dữ lắm các bạn ơi. Dính nó giật 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 đằng kia. Nhảy mày. Ô đây nữa nè các bạn. Quá thấy ham rồi. Quấn 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 lưới, lưới này ba màng á. Thank you.
Nhảy mày. Các bạn ơi, nãy giờ mình giăng lưới 7 phân dính cá như đây nè các bạn. Như đây đủ ăn rồi. Đủ kho hai mẹ con ăn rồi các bạn ơi. Trộn dùm cá linh nó bự đã không các bạn. Có linh hết sảy luôn, linh này. 4 con tay luôn các bạn ơi. Ồ, con cá mì dinh, cá dảnh. Cái này cá dảnh mì dinh đa. Cá mì dinh đó. Năm con tay xè luôn các bạn ơi, bự. Con cá này cá chấm cỏ chắc hồi đem vô cho em đa mới làm ăn. Chứ kho nó không ngon các bạn ơi. Kho mình kho cho cái giác mình chỉ kho mấy con cá trắng này thôi. Ồ, cá linh bự, hai con cá linh. Video hôm nay đến đây là kết thúc các bạn ơi. Các bạn xem video nhớ cho kênh một lượt đăng ký nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào các bạn.